Hello nhà tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ đi thay dầu xe. Xe mình thì hôm nay đã chạy được hơn 1.000 cây. Dầu dầu này dầu gì anh? Dầu Total thì nổi tiếng rồi. Dầu Total gì? Total thì nó là à. Xe em này thì thường chạy khoảng bao nhiêu cây lại thay? Cây thì nó tùy thuộc. Lâu nay của anh thì thường khách thì nhiều, kinh tế người ta bất kỳ loại nào người ta thay đổi cây. Người nào đi gần thì người ta đổ 1.500, nhưng mà với yêu cầu là phải máy của mình là không hao dầu. Nó tốt thì phải đi được 1.500 được. Máy của mình mà nó hay hao dầu thì phải đổ 1.000 mình thay. Tùy thuộc vào cái động cơ của mình thay mình phải lưu ý. Vâng, đây xe mình thì chạy được hôm nay chạy được hơn 21.000 cây số rồi. Không mới là nó vứt ở đống như thế nào rồi. Bọn kia dọn. Dầu Total này dùng cho khách thì là rất là tốt. Thì khách đi đường dài là cái hàng này nó làng xịn. Cầm quay bao tiền này em? Dạ. Quay của nó bao tiền? À, không, cái này đây chỉ là cây trông dung thôi. Bao nhiêu tiền? Cây rẻ mày. Có nhiều loại lắm. À. Loại 1.5 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu thôi. Tùy. Hai vét nhỉ? Vâng. 90.000 này. Tầm 100 không? Đây em vừa đi chợ về đây, thay dầu luôn, nhìn cái quán anh thay luôn. Không có tan thì là yên tâm. Vâng. Đây là quán xe máy. Hello chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình đi thay cái đèn số của xe. Đèn số 4 của mình nó đã bị cháy. Ok. Đây bác sẽ tháo cái đầu xe ra và thay đèn. Ốc đầu xe rất là làm nhiều ốc luôn.
Cái đèn này nó là riêng biệt đúng không? Cụm đèn xe đây. Okay. Hẹn sáng.